Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách deploy một cái website lên Heroku ha. Thì Heroku nó là một cái nền tảng đám mây cho phép các lập trình viên có thể xây dựng, triển khai, quản lý các ứng dụng trên đó. Thì về ưu điểm thì Heroku nó hỗ trợ khá là nhiều ngôn ngữ lập trình, ví dụ như là Node.js, Ruby, Python, PHP, Java, Kotlin ha. Ngoài ra chúng còn cung cấp các cái database SQL miễn phí. Khuyết điểm của nó thì việc miễn phí thì nó sẽ có giới hạn về số giờ khi mà chúng ta khởi tạo một cái app. Nếu các bạn muốn tăng cái lưu lượng giờ sử dụng lên thì chúng ta phải cài đặt cái phương thức thanh toán cho đó. Tuy nhiên để demo một cái ứng dụng hay một cái ý tưởng website nhỏ nhỏ thì tôi nghĩ như đó cũng khá là đủ ha. Đầu tiên là các bạn sẽ cài đặt cái môi trường Heroku ha. Thì ngay tại kết quả đầu tiên thì chúng ta sẽ lựa chọn nó. Thì chúng ta sẽ cài đặt theo cái hướng dẫn cho hệ điều hành mà mình đang sử dụng ha. Ở đây tôi đang sử dụng cái hình Windows 64 bit thì chọn cái phiên bản này. Sau khi tải về thành công thì chúng ta tiến hành cài đặt ha. Việc tiến hành cài đặt thì cũng đơn giản, chúng ta chỉ cần next tới là được. Thì sau đó chúng ta sẽ đi kiểm tra cái phiên bản của Heroku ha, thì Heroku /version ha. Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công ha. Bây giờ các bạn sẽ tới bước 3, đó là tạo tài khoản và login vào Heroku. Thì ở bước tạo tài khoản cũng khá là đơn giản cho nên tôi sẽ bỏ qua cái bước này luôn. Bước kế tiếp thì chúng ta sẽ tạo một cái ứng dụng trên Heroku ha. Thì ngay tại cái trang chủ này chúng ta chọn create a new app ha. Thì sau đó chúng ta sẽ điền thông tin vào cái form này. Ở đây tôi đặt là demo PHP login ha. Chọn Create App nè. Rồi cái tên này là khả dụng đúng không? Thì sau khi tạo xong thì nó sẽ chuyển tới cái trang quản lý app mà mình vừa mới tạo ha. Thì bước kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu đẩy lên Heroku ha. Thì ở đây tôi có chuẩn bị một cái source code demo sẵn ha. Thì ngay tại cái vị trí này thì các bạn gõ cho tôi là CMD nè. Rồi các bạn pass vô cái câu lệnh Heroku login ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ gõ một cái phím bất kỳ. Thì sau đó chúng ta sẽ click vào cái nút login đó thì nó sẽ nhận được thông báo cả hai bên. Nghĩa là bạn vừa login thành công ở chỗ này. Thì tiếp tục chúng ta sẽ khởi tạo một cái GIF của Heroku như sau. Chúng ta sẽ làm theo cái hướng dẫn này. Cái bước CD thì chúng ta bỏ qua tại vì chúng ta đang ở cái thư mục hiện tại của mình rồi. Các bạn sẽ chọn là GIF init ha. Rồi bắt đầu khởi tạo một cái GIF. Sau đó các bạn chọn chạy tiếp cái câu lệnh này. Tiếp tục là chúng ta sẽ đẩy toàn bộ cái source code lên ha. GIF init Git commit. Rồi và boost nó lên. Ok, như vậy là chúng ta vừa đẩy toàn bộ các cái source lên. Thì Heroku nó sẽ tự nhận biết các ứng dụng của mình chạy trên cái nền tảng nào và nó sẽ biết cách deploy cho phù hợp ha. Thì khi deploy thành công thì chúng ta sẽ nhận được một cái output. Thì chúng ta có thể truy cập thử ha. Hiện tại chúng ta đang gặp cái lỗi là 500 do mình chưa có connect với lại cái database. Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách connect với database ha. Thì Heroku nó cũng cung cấp cho chúng ta các cái cơ sở dữ liệu miễn phí ha. Các bạn sẽ chọn resource nè, chọn file more nè. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng ClearDB này, MySQL này ha. Rồi các bạn chọn là install LearDB. Rồi ở đây chúng ta sẽ kết nối với lại cái ứng dụng vừa tạo ha, demo PHP login. Chọn submit. Rồi sau đó các bạn sẽ vào setting nè, các bạn chọn cho tôi là copy cái driver để mình kết nối với lại MySQL ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái notepad để lưu trữ lại cái. Thì phân tích cái driver này gồm có username nè, password nè, cái host của mình nè và cái database của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ config lại các cái thông số này trên cái file source code của mình ha. Thay đổi xíu chỗ này nha. Đầu tiên đó là cái host của mình nè. Rồi. Tiếp tục username nè. Username, password nè. Password và tên database. Tên database. Sau đó các bạn save lại ha. Thì sau khi mà thay đổi các thông số ở file connect rồi thì chúng ta sẽ boot lại ha. Rồi CMD nè. If and. Ok, như vậy là chúng ta vừa boost lại các cái thông số mà mình vừa mới thay đổi ở cái local nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ remote tới database ha. Thì tôi sẽ vào CRM file nè. Vào MySQL. Các bạn nhớ cài cái MySQL vào ha.
Rồi và pin nè, bạn gõ là cmd nè. Thì đây mình sẽ có nói thông qua các cái username password cũng như là các cái host database này nha. MySQL nè. User. Bạn copy cái user vào. User. Gạch ngang bus, gạch ngang host. Thì đây chính là cái host của mình nè. Rồi, enter. Thì password thì bạn sẽ gõ theo cái password này, copy cho chính xác nha. Enter. Ok, như vậy là mình vừa remote cái MySQL thành công. Thì bây giờ tôi sẽ thử show các cái database của nó ra thử nha. Ok, thì đây chính là cái database mà nó vừa khởi tạo cho mình ha. Và mình sẽ sử dụng cái database này. Use, copy, bus. Rồi, như vậy là chúng ta vừa chuyển cái database mặc định này về ha. Bây giờ chúng ta sẽ show thử các cái table xem nó có gì không ha. Rồi, hiện tại là table đang rộng ha. Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách import một cái file SQL từ bên ngoài vào ha. Thì ở đây tôi có chuẩn bị một file login.sql tôi đang chứa trong OD ha. Thì tôi sẽ gõ cái lệnh short d2.siet login.sql ha. Chấm phẩy. Ok, thì bây giờ tôi sẽ select truy vấn các cái thông tin trong cái bảng user này ha. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái username và password này để mà login vào ha. Thì bây giờ chúng ta có thể quay trở lại cái trang Heroku của mình nha. Các bạn chọn là Open App nè. Username thì sẽ là admin, password sẽ là admin. Login. Ok, như vậy là tôi vừa hướng dẫn xong các bạn cách deploy một cái website với lại một cái database lên Heroku ha. Thì chúc các bạn sẽ thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.